Đức Thế Tôn tuyệt đối không có giọng ngữ. Nên cõi người là thật, giống như là cái then chốt trong thiện và ác vậy. Nhưng cõi người vô cùng đáng quý, nó có thể để quý vị chọn lựa thiện ác. Thời gian của ba đường ác dài, ở trong đường ngạ quỷ một ngày là nhân gian một tháng, một năm ở nhân gian bằng 12 ngày ở ngạ quỷ. Nên tế bái quỷ thần là cúng mồng 1 và 15, đó chính là cúng dường cơm sáng và cơm tối cho họ. Vì họ một ngày là chúng ta một tháng. Đường địa ngục, địa ngục có rất nhiều chủng loại, thời gian đều không tương đồng. Ít nhất trước đây thầy Lý trong giảng tòa chuyên nói về địa ngục, thọ mạng ngắn nhất là một ngày. Một ngày của địa ngục bằng 2700 năm ở nhân gian chúng ta. Người Trung Quốc mệnh danh là 5000 năm lịch sử, nhưng ở địa ngục chưa đến 2 ngày. Đây đều là sự thật. Nếu hiểu rồi quý vị sẽ biết, làm thân người thời gian vô cùng ngắn ngủi là điểm chọn lựa. Chúng ta chọn lên trời hay là chọn xuống dưới? Chọn lên trời phải tu đức hạnh. Còn nếu như tùy theo dục vọng của mình, đeo đuổi danh gian lợi dưỡng, tham sân si mạng, đó là đi xuống dưới. Điều này có thể làm được chăng? Trong sự lựa chọn còn có một nơi vô cùng thù thắng, chính là thế giới cực lạc. Trong đời này chúng ta nhất định có thể đến đó được. Thân người khó được, thân người đáng quý hơn bất kỳ điều gì. Thiên thượng nhân gian đáng quý nhất là được thân người, nghe Phật Pháp, gặp được tịnh độ. Như vậy duyên của chúng ta coi như đã viên mãn. Ngàn kinh giảng luận, Đức Phật dạy chúng ta một câu nói chân thật nhất: tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Câu này nói một cách rốt ráo. Phật pháp, thị pháp, cõi trời cõi người đều do tâm tưởng quyết định. Quý vị nghĩ gì sẽ được này? Nghĩ Phật sẽ thành Phật, nghĩ Bồ Tát sẽ thành Bồ Tát, nghĩ đến trời tương lai được sanh thiên, nghĩ tham sân si mạng nghi, đó chính là ba đường ác. Ngày ngày nghĩ đến tham, đó là đường ngạ quỷ, đó là nghĩ đến quỷ đạo. Ngày ngày sân hận, nghĩ đến trả thù, muốn hại người, đó là địa ngục. Không có năng lực phân biệt chân vọng, chánh tà, thị phi, đây gọi là ngu si. Ngu si là súc sanh. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Quan trọng quá. Phải nhớ kỹ đạo lý này. Ngày nay là điểm cho chúng ta lựa chọn. Chúng ta phải có trí tuệ, phải có năng lực lựa chọn.
thông minh nhất, có trí tuệ nhất, có phước báo nhất, sẽ chọn lựa làm Phật. Phải thật sự đoạn ác tu thiện, phải hạ thủ từ nơi tâm cấu nhiệm, phải đoạn tận tham sân si mạng nghi. Dùng phương pháp gì để đoạn? Tịnh tông có phương pháp di diệu nhất, chính là sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật sẽ đoạn được nó. Không khởi niệm thì thôi. Khi khởi niệm, niệm này chính là A Di Đà Phật. Bất luận là thiện niệm hay ác niệm, tất cả đều nương về Phật A Di Đà. Niệm đầu tiên khởi lên là thiện niệm, phải làm việc tốt giúp chúng sanh, phải tu dưỡng đạo đức. Nam Mô A Di Đà Phật, trở về với Phật A Di Đà. Khởi ác niệm là theo đuổi danh văn lợi dưỡng, trở về Nam Mô A Di Đà Phật. Không thể dừng niệm. Nếu niệm dừng, quý vị là thánh nhân, không phải phàm phu. Phàm phu nhất định không cách nào khiến ý niệm dừng lại được, chỉ có thể thay đổi nhanh chóng. Ý niệm thứ nhất khởi lên, niệm thứ hai đổi thành A-di-đà Phật. Cũng chính là nói, bất luận khởi niệm gì, không cho phép nó tương tục. Chỉ có Phật A-di-đà tương tục. Những ý niệm khác khởi lên phải đoạn tận ngay lập tức. Đây là gì? Đây gọi là biết niệm Phật. Đây gọi là chân niệm Phật. Phật hiệu niệm niệm tương tục, những ý niệm khác khởi lên liền dập tắt ngay, không còn nữa, nhất định không để nó tương tục. Dùng phương pháp này lâu ngày, công phu rất đắc lực. Mới bắt đầu, phàm làm việc gì mới bắt đầu đều rất khó. Vì sao mở đầu khó? Tật khí vọng tưởng tạp niệm dưỡng thành vô lượng kiếp. Khi nó khởi lên, liền bỏ quên Phật hiệu. Không phải không muốn đổi, là do quên mất. Nên để cho vọng niệm này khởi lên, nó liền khởi tác dụng, liền tạo tội nghiệp. Đến lúc tạo tội nghiệp, đột nhiên nhớ lại Phật hiệu, không chậm. Khi nào nghĩ đến đều tốt cả. Huấn luyện từ từ, càng nhanh nghĩ đến càng tốt. Tốt nhất là ngay niệm đầu tiên, niệm thứ hai chính là Phật A-di-đà. Như vậy là tốt nhất.